これ6号はベトナムからラジオしたね。Đây là 6 thùng đồ của mình gửi từ Việt Nam qua nha. Gửi từ lúc mình đang ở Việt Nam á, rồi mình gửi, rồi khi mình qua đây thì mình nhận được. Xin kè bê tô nam mơ kà rà y rù nè. Sẽ rê kà rà quả xin nó mồ nô và đa sử. Ý mập nì hông kì tả. Khổ đề mồ nô mồ lưu đi kì tả nè. Kà yô cử nô mồ nô nè. Rốt phô. Đồ dùng ở nhà của mình á. Từ bên Việt Nam. Theo 6 thùng công ty nè, là công ty này ACA, công ty gửi đồ mà Việt Nam đi Nhật, đi Mỹ, đi Trung Quốc đồ là trong này ACA nè. ACA là gửi đi các nước được, muốn gửi nước nào mình gửi, hoặc là vô bưu điện gửi. Tổng cộng là 24 thùng là 70.950.000 Việt Nam đồng. Sáu thùng.